chú về quê ở đâu lận chú? Dạ, về tới An Giang cho đốc. Dạ, cái này là con thay mặt thầy trụ trì của chùa Ân Thọ, con gửi cho chú 100.000 mình đổ xăng về quê nha chú. Dạ, dạ. Ở chú về tới đâu lận chú? An Giang Châu Đốc hả? Dạ, rồi tới đây rồi đói quá đi hết nổi. Qua cháu ơi, ở 4 tháng không có tiền trả tiền nhà trọ, giờ mới đuổi đi luôn. Dạ. Rồi làm không có tiền nữa, ở 4 tháng không có tiền trả tiền nhà trọ đó. Dạ, lúc dịch đó chú ở nhà chú đâu đi đâu đâu. Mà chú cũng chích 2 mũi rồi, bữa dạ. Nay nhờ trời độ. Thì chú đỡ cái đi ra đường có chích 2 mũi rồi không sao. 4 5 tháng rồi không có tiền nhà trọ luôn. Dạ, rồi, 5 tháng mới 5 về. Mấy giờ, bây giờ hết tiền rồi. Bây giờ cắn răng về xe hư nè, cũng phán gan lớp lớp về luôn. Chú bây giờ chú ăn cơm, chú ăn, chú nước, chú nghỉ ngơi xí rồi chú đi tiếp chặng đường của chú về tới An Giang rồi. Anh ơi, em hỏi đây mình về ở đâu lượng anh? Mũi Cà Mau. Rồi đi về Mũi Cà Mau hả? Rồi đại gia đình đi xe gì nè mọi người ơi. Buồn quá. Tổng cộng là 17 con. Dạ chở về quê chứ. Chú về quê ở đâu lận chú? Dạ Cà Mau. Cà Mau hả? Dạ. Dạ cái này con thay mặt thầy trụ trì của chùa Ân Thọ. Con gửi chú tiền mình về quê đổ xăng nha chú. Dạ cảm ơn chú trì với mấy cô giúp đỡ về quê. Cảm ơn nhiều. Tại vì hoàn cảnh lên đây cũng thất nghiệp mấy tháng nay, cũng đi làm ra tiền. Rồi nhờ mấy cô mấy chú chú trì rồi đó giúp đỡ rồi mang ơn. Dạ. Cho thêm bịch sữa nữa đi. Ba bốn đứa bé mà cho lại đây em.